Buổi đầu tiên em đến đây thì em cũng thấy hơi sợ sợ. Bắn thì thấy nó hơi rát rát một chút, về nó cũng có đỏ đỏ, nhưng độ khoảng 2-3 tiếng sau thì thấy da mặt mình trở lại bình thường. Xong bắt đầu đến buổi tiếp theo thì thấy tự tin hơn mỗi khi đến đây. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình có mặt ở tại thẩm mỹ viện Sen và ngồi cùng với mình đây là một vị quý khách hàng đã điều trị lám ở thẩm mỹ viện Sen. Chúng ta cùng trò chuyện với chị một chút nhé. Xin chào Hiền, chị được biết là em tìm hiểu về cái công nghệ điều trị lám tại Sen cũng rất là lâu rồi. Và chị muốn biết là trước khi mà em đến Sen ý, điều trị lám thì em đã tìm hiểu ở các nơi khác nữa chưa? Trước khi đến với Sen thì em cũng tìm hiểu qua một số cơ sở. Nhưng mà khi mà xuất hiện tình trạng nám càng ngày càng nhiều thì em đã xem ở trên Facebook và tìm hiểu qua bạn bè được giới thiệu qua Sen mình. Thì lần đầu tiên lên đây em soi da thì thấy các bạn tư vấn là tình trạng nám của mình cũng bắt đầu tiến triển, mà đến cái độ tuổi khoảng 30 rồi thì nám càng ngày càng lên nhiều, thì em đã lựa chọn Sen để chăm sóc da và điều trị nám. Có nghĩa là trước đấy là em đã có bạn bè là điều trị ở Sen rồi. Đúng rồi. Nên là em yên tâm hơn đúng không? Vâng. Vậy thì khách hàng, rất là nhiều khách hàng sợ trong cái việc là điều trị laser ấy, thì như em, tâm lý em có sợ không? Khi mà mình mới đến mình tìm hiểu ấy, thì mình có sợ là cái phương pháp này nó sẽ tổn thương hoặc là nó sẽ... Lúc đầu thì em, buổi đầu tiên em đến đây thì em cũng thấy hơi sợ sợ. Bắn thì thấy nó hơi rát rát một chút, về nó cũng có đỏ đỏ, nhưng độ khoảng 2-3 tiếng sau thì thấy da mặt mình trở lại bình thường. Xong bắt đầu đến buổi tiếp theo thì thấy tự tin hơn mỗi khi đến đây. Có nghĩa là nó mờ dần đi đúng không? Mờ dần đi. Vâng. Thế trong cái quá trình điều trị thì em có phải kiêng khem gì nhiều không? Có phải chăm sóc da gì nhiều? Thực ra thì em không phải kiêng khem gì lắm, vì đặc thù công việc của em thì lại hay phải thức đêm nhiều. Em hay phải trực. Tình trạng là nổi mụn, vết thâm của mụn nhiều, xong lại lẫn cả nám nữa. Thế là qua đây được Sen giải quyết hết, hỗ trợ giải quyết hết. Nên là em cũng càng ngày càng lại càng yên tâm hơn. Bây giờ thì tình trạng nám của em cũng khá là ổn định rồi, cũng mờ dần theo mỗi buổi bắn. Thì em thấy lựa chọn Sen đúng là một giải pháp là yên tâm. Đây là cái hình ảnh của bạn Hiền trước khi điều trị tại thẩm mỹ viện Sen. Do tính chất công việc của bạn là làm trong bệnh viện và thức đêm rất là nhiều, nên là nội tiết của bạn ấy luôn luôn thay đổi. Bạn ấy không chỉ có lám và sẽ có cả mụn. Đây là cái tình trạng lám của bạn ấy khi đến thẩm mỹ viện Sen. Tình trạng lám mảng đậm hai bên gò má, xen kẽ đấy là các cái nám điểm. Đây ạ, đây là tình trạng lám của bạn ấy ạ. Nám mảng trên diện rộng và chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những cái hình ảnh bạn ấy bị mụn. Và sau này thẩm mỹ viện Sen xử lý cả các thâm mụn cho bạn ấy luôn. Đây ạ, đây là hình ảnh hai má của bạn ấy. Nám mảng. Đấy. Và thâm mụn rất là nhiều. Và khi đến đây thì em thấy mọi người như nào? Em thấy các bạn ở đây rất là nhiệt tình. Vâng. Đúng như rất là nhiều khách hàng đấy, Sen như là một ngôi nhà. Đến mọi người rất là thoải mái và vui vẻ với nhau. Vâng. Đấy, còn công việc đặc thù của em là làm đêm làm hôm thì có thể là cái nội tiết nó bất ổn hoặc là cái nám của mình nó sẽ có thể bất thường. Thì sau những cái thời gian điều trị như vậy thì em có phải uống các cái thuốc nội tiết hoặc là gì đấy không? Ở nhà em có hay uống cái nội tiết hoặc là gì đấy để cho nó ổn định nội tiết không? Thực ra thì em chưa phải uống gì mà em cứ qua đây được mọi người chăm sóc da, rồi được bác sĩ của thẩm mỹ viện Sen tư vấn và bắn thì em thấy là da ổn định, nên hiện tại em chưa dùng một cái loại thực phẩm nội tiết gì đấy cả. Đúng rồi. Thường thì bên chị sẽ điều trị bằng laser công nghệ cao. Nó không bong chóc, không tổn thương, không phụ thuộc vào thuốc uống kem bôi.
trừ khi những khách hàng nào mà có cái vấn đề nội tiết bất ổn quá thì mình mới uống thêm vấn đề nội tiết thôi. Còn tất cả những khách hàng mà nội tiết ổn định mà những cái vấn đề chỉ là nám do lão hóa hoặc là nám do cái quá trình mà mình chăm sóc da không tốt thì đều không phải uống cái vấn đề nội tiết. Còn đối với những khách hàng nào mà mình do cái vấn đề về rối loạn nội tiết nhiều quá thì bên chị mới kê thuốc. Thật vậy là đây là cái công nghệ điều trị tiên tiến và hiện đại nhất hiện nay. Không phụ thuộc vào thuốc uống hay kem bôi. Về nhà em cũng chỉ dưỡng ẩm chống nắng thôi đúng không? Đúng rồi, về nhà em chỉ dưỡng ẩm chống nắng thôi. Bây giờ ngày là ngày thì chống nắng mấy lần? Chống nắng ngày sáng, buổi trưa, chiều một chút. Thế là cũng khá là chăm chỉ rồi. Còn đêm thì có bôi, trực đêm như vậy em có bôi kem dưỡng không? Có. Có bôi kem dưỡng. Lúc đầu thì chưa qua đây thì chắc là em chưa dùng cái gì cả, nhưng qua đây được mọi người tư vấn nên là em mới dùng. Đúng rồi, đúng rồi. Về bình thường thì kể cả chúng ta bị nám hay không bị nám thì cái việc bôi kem dưỡng nó cũng là một cái việc rất là bình thường. Hoặc là kể cả bị nám hay không bị nám thì cái việc chống nắng thì chúng ta cũng phải chống nắng. Đấy. Còn đâu là trong cái quá trình điều trị thì chắc chắn là chúng ta phải để ý hơn và chăm chỉ hơn cái việc chống nắng vì đây là điều trị mà. Em có cảm thấy hài lòng về cái kết quả này hiện tại không? Thực ra thì em rất cảm ơn thẩm mỹ viện Sen đã cho em một cái làn da căng bóng mịn màng như bây giờ. Và rất là nhẹ nhàng. Vâng, vâng. Không đau rát, không đau rát, không bỏng, bong đỏ và đi làm ngày hôm sau bình thường. Mọi người cũng phát hiện ra là mình đi chăm sóc da cả. Bây giờ mọi người thấy em thay đổi thì mọi người có hỏi là em điều trị ở đâu không? Mọi người hỏi là sao dạo này da em có vẻ đẹp hơn đấy nhở? Em bảo dạo này em có bí quyết riêng. Thì nếu mà có ai có quan tâm đến điều trị nám hoặc là căng bóng da thì giới thiệu qua bên chị nhé. Dạ vâng, nhất trí. Một cơ sở uy tín và đáng tin tưởng như này thì em sẽ giới thiệu bạn bè hoặc là người thân của mình ra đây để chăm sóc, vì mình đã yên tâm rồi thì giới thiệu cho người nhà mình cũng cảm giác là yên tâm hơn và là tin tưởng hơn. Vâng. Cảm ơn Hiền đã có những cái chia sẻ rất là chân thành. Đối với thẩm mỹ viện Sen thì cũng mong là em sẽ giữ được một cái nền da trẻ đẹp và sẽ đồng hành cùng với Sen trong một thời gian dài nữa, vì Sen bảo hành cho em 15 năm đến trọn đời. Và mình cứ yên tâm là điều trị ở Sen. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn em rất nhiều nhé. Sau đây chúng ta sẽ vào trong phòng điều trị để chúng ta sẽ xem cái quá trình điều trị laser của bạn Hiền nhé. Còn mỗi dài thì bắn 5 mụn. Chút chút rồi. Khách hàng thân thiết với em rồi nhỉ? Đúng không? Quá thân rồi. Thế là giới thiệu được nhiều bạn bè các thứ sang nhà em chưa ạ? Một số bạn cùng làm viện cũng qua đây rồi. Làm viện đúng không? Chuyên ca, chuyên kíp đúng không? Chuyên trực đêm trực hôm đấy. Không đau rát gì đúng không chị? Ủa em ạ, không đau rát gì. Vậy chị có chăm sóc như nào? Chị có mỗi dưỡng ẩm với kem chống nắng thôi. Thế đơn giản không? Đơn giản này. Quá đơn giản. Này chỉ cần về các chị dưỡng ẩm tốt này, chống nắng tốt này. Nếu điều kiện mình phục hồi cho nó nữa thì ra lúc nào của chị nó cũng cải thiện. Đáp ứng laser tốt. Đây là cái quá trình mà bạn Hiền vừa mới điều trị laser xong. Thì em cảm thấy thế nào? Em thấy công nghệ điều trị nám laser không bong chóc, không đau rát, không sưng đỏ. Vẫn vừa bán xong mà em có thể đi làm các thứ hoạt động bình thường. Mà không ai biết là mình đang đi điều trị. Đúng rồi ạ. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nhé. Vâng. Và chúc em luôn luôn xinh đẹp.